Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Gen Z. Hôm nay tụi mình muốn mang đến cho các bạn một tin tức đang khiến cho cộng đồng K-pop fan vô cùng bàng hoàng, đó chính là nữ thần tượng Gohara đã qua đời sau khi tự tử tại nhà riêng vào ngày hôm qua 24 tháng 11. Cụ thể là khoảng 6 giờ chiều tại Hàn Quốc, tức là 4 giờ chiều ở Việt Nam. Ngôi sao 28 tuổi đã được phát hiện đã quyên sinh ở căn nhà thuộc phường Jeongdam-dong. Cách đây 6 tuần vào ngày 14 tháng 10 thì cô bạn thân thiết của Gohara có tên là Suli, tên thật là Choi Jin-ri, đã khiến dư luận chấn động và rất đau xót khi chọn cách kết thúc cuộc đời của mình bằng một chiếc thòng lọng phủ tại nhà riêng. Rất nhiều khán giả khi ấy đã cực kỳ lo lắng cho Hara bởi vì cô rất gần gũi với Suli và đặc biệt là Gohara đã từng cố tự vẫn vào hồi tháng 5 vừa qua. Sau sự việc đau lòng này thì Gohara nghẹn ngào chia sẻ rằng mình sẽ tiếp tục sống tốt và hạnh phúc thay cho phần của Suli. Cách đây chưa lâu thì cô còn tổ chức thành công một concert tại Nhật Bản. Chính vì vậy mà nhiều fan tin tưởng rằng cô sẽ có thể vượt qua được mọi chuyện. Nhưng mà đáng tiếc là Gohara đã không thể chiến thắng được nỗi cô độc lẫn những căn bệnh ẩn sâu trong tâm hồn của mình. Gohara là một idol rất nổi tiếng, tài năng và xinh đẹp, từng là thành viên của nhóm nhạc Kara. Tuy nhiên số phận lại buộc cô phải chịu rất nhiều nỗi đau mà có lẽ không có ai có thể giúp cô xoa dịu được. Ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường thì Gohara đã thường xuyên bị bắt nạt, đánh đập chỉ vì mình quá xinh xắn và thu hút. Tới khi mà có danh tiếng hơn thì cô lại bị tấn công ở trên mạng xã hội, bị netizen đay nghiến, thậm chí là bị chính bạn trai của mình bạo hành, đe dọa. Sau vụ tự tử của Suli thì bên cạnh những người lo lắng, động viên cho cô thì vẫn có không ít những kẻ khác cho rằng Hara đang giả tạo khi khóc và xin lỗi người bạn thân đã khuất của mình. Tuy nhiên lúc này đây thì sau khi mà Gohara đã từ biệt cuộc đời thì hàng triệu người đã rơi nước mắt tiếc thương cho một ngôi sao tài sắc vẹn toàn. Họ tìm tới các trang mạng xã hội và mùi lòng khi thấy tấm ảnh cuối cùng cô đăng tải. Vẻ xinh đẹp rạng ngời của cô cùng dòng chữ đơn giản là chúc ngủ ngon đã khiến cho mọi người phải đồng loạt mùi lòng. Phải chăng Gohara đã ẩn ý về việc mình sẽ ngủ một giấc thật sâu, thật dài để không còn chịu bất cứ một đau đớn nào nữa? Hiện tại thì rất nhiều ngôi sao K-pop khác đã gửi lời từ biệt tới Gohara và thậm chí còn đóng băng hoạt động của mình. Việc bắt nạt bằng hành động, lời nói trực tiếp hay những lời tàn nhẫn trên mạng xã hội chung quy đều là những lưỡi dao sắc lạnh có thể giết cả mạng người. Đành rằng là người nổi tiếng thì đồng nghĩa với việc người ta sẽ bị xăm soi, chỉ trích nhiều hơn, nhưng dù sao thì họ cũng là những con người rất bình thường như bao người khác, cũng có đủ mọi cảm xúc, hỉ nộ ái ố và cũng có thể mắc sai lầm. Chúng ta thỉnh thoảng chỉ nghe vài lời chê bai, trách móc như là đơn giản bạn cũng không làm được, hay là dạo này sao mập thế, thì cũng đã đủ buồn tủi hay là bực tức rồi. Thì hãy tưởng tượng xem những người công chúng kia phải chịu đựng những gì. Tại sao chúng ta lại không nhận xét, góp ý từ tốn cho người khác thay vì tỏ ra quá gay gắt và độc ác với họ? Mình từng nghe một câu nói rằng thế giới này sẽ đẹp biết bao nếu chúng ta có thể đặt mình vào vị trí của người khác, hiểu được họ cảm nhận như thế nào khi trải qua một sự việc. Gohara, chị đã tìm gặp được bông hoa lê tuyết xinh đẹp Suli chưa? Ở một kiếp sống khác thì mong rằng cuộc sống sẽ an yên và dịu dàng hơn với cả hai, cũng như với tất cả những người đã từng phải tự kết liễu cuộc đời mình chỉ vì sự cay nghiệt của người khác. Bây giờ thì hãy an nghỉ nhé. Các bạn cảm thấy thế nào về vấn đề bắt nạt online đang rất là phổ biến hiện nay? Hãy comment cho Gen Z biết nha. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những số lần sau. Bye bye.